khát mong. Lạy Chúa, mỗi người chúng con đang khát mong Chúa. Các linh hồn nơi chốn địa ngục đang khát mong Chúa. Những linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên chúng con đang khát mong Chúa. Các linh hồn trong các cuộc chiến tranh trên thế giới tàn khốc tại Ukraine nghe, tại Israel giải Gaza đang khát mong Chúa. Những linh hồn chúng con hôm nay, trong những mảnh giấy chúng con tha thiết dâng lên Chúa hôm nay, cũng đang khát mong Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, kẻ thế giới này đang khát mong Chúa, và hôm nay chương trình ca nguyện khát mong được các bạn trẻ giáo hạt Tân Định tổ chức. Con xin thay mặt cho tất cả các bạn trẻ và đồng hành giới trẻ giáo hạt Tân Định, trước hết xin tri ân cha quản hạt Phong Lâm đã tạo điều kiện cho phép chúng con tổ chức chương trình này. Con xin tri ân cho đại diện thánh sứ giáo sứ Mai Khôi, hội đồng mục giáo sứ đã tạo điều kiện cho chúng con tổ chức chương trình hôm nay. Con xin cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ, anh chị em trong bạn đồng hành giới trẻ giáo hạt Tân Định đã dày công để tổ chức cho buổi cầu nguyện hôm nay. Đặc biệt con xin tri ân sơ Maria Trâm, dòng các nhà phù hộ đã dày công biên tập đạo diễn chương trình hôm nay. Con xin tri ân và cảm ơn tất cả quý sơ đã cộng tác cùng với các giáo xứ đã cộng tác, đặc biệt các bạn Nhật Hàng giáo xứ Vườn Xoài, bạn Hồng Anh giáo xứ Tân Định, Song Ca Thanh Bình Nhật Hàng giáo xứ Đức Mẹ Cô Giúp, cha Francisco Sayen Minh Nhật dòng Đa Minh, em Phương Lưu Sáng Thị Phước, Đỡ Song Ca Xin Minh Mai Khôi, các bạn Tam Ca Lưu Sáng Đa Minh Thủ Đức. Con xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn lưu xá sinh viên, các bạn sinh viên Mai Khôi đã giúp cho phần hậu cần sắp xếp trang trí sân khấu hôm nay. Các bạn Đại Đức là người đã design cho cái sân khấu này. Cảm ơn bà đồng hành ánh sáng, cảm ơn anh Hùng và tất cả anh chị em ở trong ban truyền thông đã kết công để giúp cho buổi đồng hành hôm nay. Con cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em hôm nay hiện diện nơi đây, đặc biệt hai bạn MC đã dẫn chương trình hôm nay. Một lần nữa con xin thay mặt quý cha, quý thầy, quý sơ và đồng hành giới trẻ của giáo hạt Tân Định xin cảm ơn tất cả quý cha, quý thầy, cảm ơn quý các cha xứ đã đồng điều kiện cho các bạn tham dự. Cảm ơn trời trên cánh xứ sư Mai Khôi. Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đến đây hiện diện tham dự. Chúng ta tiếp tục để cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho mọi thế giới, cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta, và cầu nguyện cho mỗi chúng ta nữa. Cầu nguyện ý với giáo hoàng để kêu gọi hòa bình trên thế giới. Một lần nữa con xin thay mặt cho tất cả các bạn trong chương trình tổ chức hôm nay xin chân thành cảm ơn. Giờ đây chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa ban phúc lành cho mỗi người chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành
cho tất cả anh chị em. Amen. Chúc anh chị em đêm nay ngủ bình an. Thank you.
là thông tin. Ai đang thiếu một video thông tin xin đưa lại một tháng nữa. Anh em nào phụ trách trên các đài âm thanh với TV thông tin thì các bạn xin lên tiếp chủ đi dưới này. Thank you.